Hello, Vinh xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Bình Yên hướng dẫn bước nhảy, bước cơ bản tay kết hợp với lắc hông nha. Kết hợp tay với lắc hông nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Ok. Rồi, bây giờ Bình Yên sẽ quay lại hướng đứng ngang nhá, đứng ngang thì khả năng là mọi người nhìn sẽ dễ hơn đúng không ạ? Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái tay các bạn đưa dài ra nhá. Đưa dài ra càng dẻo đúng không ạ? Đưa dài ra này xong đưa kéo ra, đưa ra kéo về này. Sau le tay này. Đó, sau le tay nha. Bây giờ làm quen, nếu mà để muốn tập để làm quen với tay thì phải làm quen với tay trước nha. Rồi, xong đoạn để kết hợp đánh hông sau nha. Đó, đây ạ. Nào. Ừ, đưa ra. Xéo người đi cho đẹp. Rồi, đó, đúng không ạ? Rồi, bây giờ Bình Yên hướng dẫn kết hợp chân nha. Quay hướng cùng chiều nhá. Nào. Một, 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 dừng. Rồi. Đấy, các chị tập thật chậm nhá, tập thật chậm nắm quen với cái tay xong rồi kết hợp chân luôn nha. Rồi. Tiếp tục nha. Cái hông mình đánh cái người mình vẹo bên nào thì cái bờ vai với cái tay mình đưa theo bên đó nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 dừng. Rồi. Bây giờ Vĩnh Yên sẽ đứng ngảnh lại để Vĩnh Yên sẽ hướng dẫn cái điệu mở giật bụng kết hợp cả tay nha. Để các bạn nhìn nó mới rõ được nha. Rồi nếu mà Vĩnh Yên quay lại hướng cùng chiều thì chưa rõ được đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 đó nha. Những chị em nào mà hay chơi TikTok ấy, thì học cái điệu nhảy này để quay TikTok nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 dừng. Đó. Các chị để ý kỹ nhá, các chị nào mà đã biết xoay cái chân rồi, biết đánh hông lắc rồi thì các chị kết hợp tay nhá. Bình thường là chỉ như này thôi đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn này. Tay nhá, kết hợp tay dài ra cho đẹp nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 dừng. Cái tay các chị cứ đưa thả lỏng ra nhá. Các chị thả lỏng ra. Đó. Thả lỏng ra nhảy cho nó đẹp nhá. Nhảy lúc nào cũng phải một mình một kiểu, không giống ai thì mới đẹp, các bạn hiểu không? Còn tất cả những cái điệu nhảy thông thường ai cũng như này. Đấy, cái tay chỉ như này thôi. Nhưng mà mình không nhảy như thế. Nhảy như thế thì tất cả đều giống nhau, nhưng mình nhảy khác mọi người đi cho nó đẹp. Đúng không ạ? Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Rất là đẹp. Nào các chị học cái tay không? Các chị học cái tay không này nhá. Đó. 1 2 3 4 5 6.
Rồi, bây giờ Vĩnh Yên sẽ kết hợp tay giật bụng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Các chị luyện theo cái tay mấy cái bước nhảy nha. Đó, luyện theo tay mấy bước nhảy nha. Các chị em nào mà biết nhún chân, biết nhảy rồi thì bây giờ học tay nha. Mình sẽ hướng dẫn tay kết hợp với điệu nhún chân nha, giật bụng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhảy thế nào cho đẹp nha. Kết hợp cả cái tay để nhảy để cho đẹp nhá. Để cho bước nhảy mình nó khác lạ với mọi người nhá. Khi mà mình nhảy tập thể ấy, thì nói chung là nhảy tập thể ai thì cũng chỉ nhảy thông thường, chỉ cái tay chỉ có thế này thôi. Rồi, thế này thôi. Nhưng mà mình không nhảy như thế nữa nha. Mà mình kết hợp tay kiểu khác để khác với mọi người khi nhảy tập thể. Mà nhiều người có khi còn muốn học mình nhá. Đây là hôm nay mình hướng dẫn tay thì mình sẽ ngoảnh lại về đằng trước để mọi người nhìn thấy tay nhá. Còn ngoảnh lại đằng sau hướng cùng chiều thì mọi người cũng không nhìn thấy tay đâu ạ. Thế cho nên mình sẽ ngoảnh về đằng trước và nhìn ngang nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay đưa lên đưa xuống theo nhịp nhé. Hai nhịp thì đổi tay nhé. 1, 2, đổi tay đổi chân nhá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Đó. Rồi. Tiếp tục nha.
video Bình Yên sẽ kết thúc tại đây. Bình Yên xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong bước nhảy nha. Rồi, tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem hết clip thấy hay và có ích thì cho Bình Yên xin mỗi người một like, share, ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Bình Yên để mà Bình Yên lấy động lực nha, để làm clip tiếp theo hướng dẫn cho tất cả mọi người những bước nhảy tự do cơ bản khác với mọi người nha, nhảy thay đổi khác với mọi người nha, thông thường nha. Rồi, Bình Yên xin chào tất cả mọi người, xin mọi người mỗi người cho Bình Yên xin một like, nhớ xin một like nhá. Ai có gì thắc mắc sẽ đặt xuống comment bình luận bên dưới, Bình Yên sẽ trả lời nhá. Rồi, Bình Yên xin chào tất cả mọi người.